Dạ, xin chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì cái câu chuyện của là bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án 3 tháng trong khi bà không có cái đơn kháng cáo. Thì đây là một trong những cái câu chuyện mà cái cộng đồng mạng chúng ta cũng là bàn tán xôn xao trong suốt những ngày vừa qua. Và cái vấn đề ở đây liên quan đến là cái một người đó là Đinh Lan. Thì cái cô này, cô cũng đã từng lên có những cái thước phim, cô cũng đã có những cái khẳng định nó vô cùng là hùng hồn. Thứ nhất là cô đưa ra gọi là cái mối quan hệ của cô, cô có những cái mối quan hệ nó to, nó lớn, và cô có những cái gọi là kết luận, cô có những cái mà khẳng định luôn trong cái sự vụ của chị Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Thì bây giờ tôi mời bà con cùng tôi chia sẻ lại những cái lời của cô Đinh Lan này và chúng ta cùng nhau phân tích trong cái câu chuyện này nó như thế nào bà con ha. Bây giờ là 14 giờ 16 phút ngày 21 tháng 2 năm 2024. Đinh Lan làm cái clip này với chủ đề Nguyễn Phương Hằng không được giảm án mà còn tăng án vì. Đấy bà con, cái tựa đề đó, tựa đề của cô này Nguyễn Phương Hằng không được giảm án mà còn tăng án. Có nghĩa là cô không biết là cô lấy từ cái cơ sở từ đâu mà cô có những cái gọi là cô lên cô dẫn dắt cái dư luận, cô có những cái kết luận nó cũng quá vội vàng. Trước khi phiên tòa diễn ra thì cô đã có những cái kết luận Nguyễn Phương Hằng không được giảm án mà còn tăng án, và cô đưa ra rất nhiều cái lý do. Và cái lý do như thế nào thì tôi mời bà con nghe để chúng ta thấy rằng đó, cái cô này có phải là một trong những cái mà cầm đèn chạy trước ô tô hay không. Chứ thật sự những cái quan điểm của cô này tôi thấy rằng có những cái nó cũng chưa có cái phù hợp. Mời bà con tiếp tục nghe ha. Bốn người YouTuber, tôi đến thì đang hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với tất cả những cái clip phát ngôn này. Nguyễn Phương Hằng sẽ không được giảm án. Thì theo phiên tòa sơ thẩm thì Nguyễn Phương Hằng phạm tội 331 sẽ bị hình phạt là 3 năm tù giam kể từ ngày bắt tạm giam là 24 tháng 3 năm 2022. Cho nên 3 năm thì tới hết ngày 24 tháng 3 năm 2025 mới hết. Số năm là đúng đó quý vị. Số năm thì thấy là ok, cô này tính là từ cái như là năm này đến năm kia là tròn 3 năm thì ok. Nhưng mà tình tiết như thế nào, vì sao mà không được giảm án? Thì cái vấn đề ở đây nó thật sự ra thì cô đưa ra rất nhiều cái dẫn chứng. Và trong những cái dẫn chứng này chúng ta cùng xem và cùng nghe để mà đánh giá lại một trong những cái vấn đề mà cô đã lên không gian mạng cô phát ngôn như thế này là nó có chuẩn hay không. Cô căn cứ vào đâu, cô căn cứ vào những vấn đề gì? Ở trong đó là cô đưa ra những cái mức mà bồi thường bộ đồ tất cả kiểu thì tôi mời bà con cùng chia sẻ tiếp ạ. Nhưng mà tất cả các kênh YouTube đều tuyên truyền là bà Hằng sắp được giảm án, bà Hằng sắp về, bà Hằng ở trại giam An Phước như tất viện này nọ đó, dẫn dắt dư luận. Nhưng Đinh Lan khẳng định 100% Nguyễn Phương Hằng sẽ không được giảm án vì chưa hoàn tất nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Đinh Thị Lan. Cuối cùng có giảm án không? Cuối cùng vẫn giảm được 3 tháng đó. Người ta không có đơn kháng cáo mà người ta được giảm 3 tháng thì bây giờ cái như là cái vấn đề của mình nói như vậy thì mình chịu trách nhiệm gì đấy? Thế cô lên cô hùng hổ, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về những cái phát ngôn của tôi thì đúng rồi. Những cái phát ngôn của cô phát ngôn ra thì cô phải chịu trách nhiệm thôi. Được không? Nhưng mà thực tế ra bây giờ là Nguyễn Phương Hằng được giảm án. Chứ không phải như những gì mà cô lại là lên không gian mạng cô chia sẻ, cô dẫn dắt cái dư luận, cô kết luận rằng sẽ không được giảm án mà còn tăng án, bắt đầu đưa ra hàng loạt lý do A, B, C, D. Bà con nghe tiếp nè. Trong phiên tòa xét xử 331 chỉ bồi thường cho Đinh Thị Lan 18 triệu đồng. Tôi Đinh Thị Lan đã kháng án tại vì quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không được quyền kháng mức án nhưng được quyền kháng về mức bồi thường, thì tôi đã nộp cái kháng cáo đó lên tòa cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và đang xem xét để mở lại phiên phúc thẩm, tại vì tôi yêu cầu Nguyễn Phương Hằng bồi thường 3 tỷ đồng. Bồi thường 3 tỷ, tôi hỏi tất cả các bà con, bồi thường 3 tỷ thì cô phải căn cứ từ đâu để mà bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 3 tỷ?
À, và vừa rồi bà con nghe cũng là bà Nguyễn Phương Hằng bà có nói một câu đó, cái bà không có quan trọng về cái mức bồi thường, bà luôn luôn là tuân thủ theo những cái quyết định của tòa. Đấy. Nhưng bà có hỏi ngược lại một câu, nếu như mà bà yêu cầu Đinh Lan mà bồi thường thì cái như là Đinh Lan nghĩ làm sao? Đấy. Một trong những cái mà bà cái như là bà đưa ra những cái luận điệu rất hay. Đấy. Bà thì thật sự bà không có quan niệm là bồi thường bao nhiêu, miễn sao tòa tuyên bao nhiêu là bà chấp nhận bao nhiêu. Đấy. Bà chỉ đặt ra một câu hỏi thôi, thì nếu như mà bà yêu cầu Đinh Lan bồi thường thì Đinh Lan sẽ nghĩ như thế nào? Đấy. Thật sự ra quý bà con chúng ta cũng đã thấy là trong cái câu chuyện này, thì vì sao mà Nguyễn Phương Hằng lại nói về Đinh Lan? Ai là người nói ai trước? Ai là người phát ngôn trước? Đấy. Cái câu chuyện này thì chúng ta cũng đã biết rồi. À, ngày xưa là cái Nguyễn Phương Hằng lên là đấu tố với thằng Y, lên lật mặt thằng Y, chứ đâu có biết là những người như Đinh Lan đồ đâu quý bà con. Thật sự Nguyễn Hằng không có biết. Đấy. Nhưng vì đâu mà cái như là bà Phương Hằng bà lôi tên những con người này. À, vì những con người này là cái như cũng phải réo gọi tên của bà mới lôi ra chứ. Chứ còn đâu phải tự nhiên khi không mà bà biết mấy con người này là ai. Đúng không? Bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những doanh nhân. À, bà hoạt động cái như là ở Bình Dương, mà những người này là ở đâu mà cái như là bà Phương Hằng bà phải biết, có nghĩa là cũng lên mạng cũng là nói qua nói lại là những con người này nói trước đó, rồi bà Phương Hằng bà mới biết tên những người này chứ. Chứ bà Phương Hằng nói thật sự ở cái câu chuyện đây, cái drama này, drama của bà Phương Hằng bà lên là lật mặt thằng Y đó, để mà cảnh báo cho nguyên cả cái cộng đồng để biết mà tránh. Chứ còn bà thời điểm đó bà đâu có biết Đinh Lan là ai đâu quý vị. À, mà bây giờ cô này bảo là bồi thường 3 tỷ. Thì căn cứ vào đâu để bồi thường 3 tỷ? Thật sự đâu phải là bây giờ mình muốn là bồi thường bao nhiêu là bấy nhiêu đâu. À, giờ bồi thường 3 tỷ là 3 tỷ này đó, cô căn cứ vào cái điểm nào? À, rồi thiệt hại cô ra làm sao? Rồi bồi thường cái như là theo cái hình thức nào? Tất cả mọi cái đó. Thì tôi nghe rằng cô Đinh Lan bảo rằng là yêu cầu bồi thường 3 tỷ đến bây giờ chưa có cái gọi là khắc phục hậu quả. Đó, bà con nghe tiếp nè. Thế thì bây giờ tôi hỏi cô nè, cô đã có chứng minh là thiệt hại 3 tỷ của cô hay không? Cô chứng minh hay chưa? À, cô phải chứng minh là cô thiệt hại là 3 tỷ. À, phải chứng minh một trong những bằng những cái gọi là cái hồ sơ nó kèm theo những cái thiệt hại của cô mà do bà Nguyễn Phương Hằng gây ra. Cô đã chứng minh hay chưa? À, và cái vấn đề ở đây tôi nói thật sự, nếu mà bà Phương Hằng bồi thường cô đó, thì những cái vấn đề sắp tới có nghĩa rằng cái vụ án này chưa phải là kết thúc. Còn những kênh YouTube, những trang Facebook hiện bây giờ cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ. À, những kênh YouTube, những trang Facebook này cũng đã từng xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, cũng đã từng là xuyên tạc cái quỹ hằng hữu mổ tim của bà. À, thì bây giờ tôi giả dụ như đó là bà Phương Hằng bà khởi kiện ngược lại. Đó, thì mấy người này nó thật sự là chỉ có đường khắp thôi. Bà Quy Phương Hằng bây giờ bà khởi kiện ngược lại và bà yêu cầu bồi thường đó, thì cả như mấy người này chỉ biết là ngồi mà khóc ròng thôi quý vị. Đúng không? Thì bà nói mà rồi mà. Bây giờ là bồi thường bao nhiêu tòa tuyên án thì bà ok. Tòa tuyên án bà chấp nhận. À, nhưng mà bà đặt ra một câu hỏi, nếu như bà mà yêu cầu bồi thường thì Đinh Lan sẽ như thế nào? Đó, rồi có hiểu hay không? Đấy. Chung là người ta dễ với mình thì mình cũng phải dễ lại chứ, bây giờ mức 3 tỷ tôi hỏi quý bà con, với bà Phương Hằng chỉ một búng móng tay thôi. Đấy. Nhưng mà với những con người mà từng lên không gian mạng, từng lên nền tảng mạng xã hội và những cái trang Facebook, những cái trang TikTok, những cái mà cái như là cái trang YouTube thì cũng đã được cái như là cơ quan chức năng người ta cũng đã liệt kê ra để người ta cái điều tra xác minh làm rõ. Thì nếu như sau này
mà bà Nguyễn Phương Hằng bà yêu cầu cái mức bồi thường thì những người này có bồi thường nổi hay không? Bây giờ mình lên bồi thường 3 tỷ rồi tôi hỏi trong 3 tỷ này cô đã chứng minh hay chưa? Cô đã chứng minh cái thiệt hại 3 tỷ cô hay chưa? Đúng không? Cô phải chứng minh. Cô phải chứng minh mức thiệt hại cô là 3 tỷ là có cơ sở. Thiệt hại về những cái gì? Một, thiệt hại cái gì? Mất bao nhiêu tiền? Thời gian bao nhiêu? 2, 3, 4, 5 cô liệt kê một list như vậy. Mà phải có chứng thực, phải có cái như là những cái đó là không phải là một trong những cái mà cô tự cô hình dung cô đưa ra mà nó theo quy định của pháp luật. Đấy. Cho nên 100% Nguyễn Phương Hằng sẽ không được giảm án. Rồi, sẽ bị tăng án là vì cái phiên tòa trong phúc luật 32 trang của vụ án Nguyễn Phương Hằng và đợt các đồng phạm có phúc luật của vụ án Mai Xuân Cường mà chưa được tòa cấp sơ thẩm giải quyết. Cho nên lên cấp phúc thẩm thì họ sẽ giải quyết thêm tội danh là vu khống cho Đinh Lan chủ mưu cho Mai Xuân Cường bắt cóc với Thành Ngũ. À, cô trước khi phiên tòa diễn ra là bà con thấy cô này không? Trời, cô cũng dẫn dắt dư luận quá trời chứ. Đấy. Cũng bảo rằng cái như là bà Nguyễn Phương Hằng là không được giảm án mà phải là tăng án vì có những cái điểm A, B, C, D. Nhưng kết quả sao quý bà con? Đấy. Kết quả có như cô này nói hay không? Đấy. Rồi tôi nói thật sự quý bà con là từ đâu phải đặt một câu hỏi, từ đâu bà Nguyễn Phương Hằng mới biết tên cô này? Đấy. Rồi mới là có những cái chuyện linh sinh trên mạng. Đúng không? Chứ đâu phải bà Nguyễn Phương Hằng bà tới bà nhà bà này bà tìm rồi bà chữ bà này trước. Có nghĩa cũng có những cái gọi là cũng liên quan đến không gian mạng đó. Mà không gian mạng ngày xưa chúng ta biết rằng cái việc đầu tiên là bà Nguyễn Phương Hằng bà tố là tố cái như là thằng Y, tố thằng Y Dỗm. Chứ còn thật sự ra bà đâu có biết mấy con người này đâu. Mà bây giờ chơi cái kiểu là nó thật sự rồi tố qua tố lại rồi bây giờ cái như là bảo rằng là bồi thường 3 tỷ. Bồi thường 3 tỷ căn cứ vào đâu? À, tất cả những cái vấn đề thì tôi thấy rằng vừa qua đó cũng là rất được vui mừng khi mà bà Nguyễn Phương Hằng giảm án 3 tháng. Đây là một trong những tin kể như là thật sự quý vị là cả cộng đồng mạng cũng cảm thấy phấn khởi. Những người mà yêu cái sự thật, yêu lẽ phải cảm thấy phấn khởi, đúng không ạ? Còn những con người mà nó thật sự họ đang cây cú đó, những con người mà họ đang gọi là có những cái suy nghĩ mà nó hơi bị là lệch lệch á, thì những con người đó họ không vui thôi. Chứ còn ai mà nghe bà Nguyễn Phương Hằng giảm án thì tôi nghĩ là họ cũng phải vui, đúng không ạ? Đấy. Ừ, thưa quý bà con, cái clip hôm nay thì tạm thời mình chia sẻ tới đây thôi. Và tôi xin phép là kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bà con vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn xin một like nha quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất. Và xin hẹn gặp lại bà con vào cái chương trình tiếp theo ạ. Bye bye và hẹn gặp lại bà con.